Vì này dọn tích lũy khi đoạn tích lũy như này thì các cái dòng E3 ngon hoặc các cái dòng hưởng lợi thì nó sẽ chạy nó sẽ đảo dòng lần lượt và đặc điểm của chúng ta là chúng ta thấy các cái phiên gần đây gần như là nó không phải là tăng của toàn bộ thị trường mà nó tăng nó chỉ tập trung vào một số các cái cổ phiếu đơn lẻ thôi có dòng khu công nghiệp thì nhìn đến hiện tại thì có vẻ là cái sóng của cái nhóm này nó lên nó lên đều nhưng mà một vài con sau nó vẫn yếu nó chỉ là một hai con ba con dẫn đầu thôi À, như KBC hôm nay bắt đầu là hồi phiên đầu tiên đúng không? Còn các phiên trước thì tậm tịt mãi, nó chưa hơn thua. Còn phần lớn là các cái nhóm là chỉ một, xuất hiện một hai cổ leader, một hai cổ dẫn đầu ở trong cái thời gian này. Như vậy về điểm số thì cái đoạn này thì về cơ bản nó vẫn là tích lũy trong cái vùng uh, hiện tại cái vùng là cái vùng 1160 đến 1190 thì vẫn là cái vùng đó, nó vẫn sao cái tích lũy trong cái vùng này. Hôm qua thì có cái tín hiệu là bị bán. Thì có nguy cơ là gì? Uh, rủi ro là bước vào các nhịp điều chỉnh nên là khuyến nghị chúng ta hôm qua ở thời điểm hôm qua là khuyến nghị chúng ta hạ bớt nó là lý do đó bởi vì là nếu chúng ta cầm quá nhiều hàng và cầm đại trà ở trong đoạn này nó sẽ không có tỷ suất lợi nhuận cao nên chúng ta phải co gọn lại để gì chúng ta tập trung vào các cái mã khỏe trong thời gian tới và các cái mã mà nó có câu chuyện riêng như vậy ví dụ các cái mã nào mà em tốt chẳng hạn hoặc cái mã nào mà có những cái câu chuyện hưởng lợi hoặc là các sai nhẹ sai nhẹ là các cái cổ phiếu như nào ví dụ như DTD, VGC, SXC, uh, các cổ phiếu mà gì sai bé tóm lại như là thì sai bé, sai nhẹ thì nó nhẹ, nó kéo bách rất là nhanh hoặc là chứng khoán thì có gì HCM, VCI, CTS là các cái cổ phiếu có thuộc sai nhẹ còn sai to như SI hoặc VLD chẳng hạn đấy SHS là các cổ phiếu sai to chúng ta thấy là cái đoạn này cầm mấy cổ phiếu đấy nó cứ đỏ lòm hoặc là nó chỉ loanh quanh tích lũy nó chẳng bay được đặc điểm của thị trường của cái dòng đoạn tích lũy là cái cổ FA tốt thì nó sẽ chạy nên là tại sang qua đưa chiến thuật chúng ta chúng ta thì thu gọn bớt cái danh mục để chúng ta thì sẽ tập trung vào các cổ khỏe trong cái tham tới đây khi mà điều chỉnh tích lũy lại hoặc test lại chẳng hạn đúng không vừa rồi có dòng khu công nghiệp chạy khá là mạnh nhưng mà chúng ta cũng không không có đấy không sở hữu một số cổ như SSC cái phân tích cho chúng ta nhưng mà nó chạy nhanh quá không mua được một số cổ khác chạy cũng khá là tốt nhưng chúng ta không mua được không sao đúng không chúng ta sẽ có rất nhiều các cơ hội ở các nhóm khác trong thời gian tới và các cổ khác khi nó điều chỉnh nó tích lũy lại cơ hội thì nó, nó, luôn luôn có nó không vào thiếu quan trọng là chúng ta có biết hay không rồi, chúng ta có nắm được hay không thôi hiện tại các cổ phiếu chúng ta đang giữ ở đây thì qua một số cổ chúng ta đã thì khi về kéo chúng ta đã có hoạt động chúng ta clear chúng ta chốt thủ gọn bớt hiện tại chúng ta cầm <laughs> cầm một số cổ này thì Uh, có cũng có những cái cổ mà nó nổi trội hơn ví dụ cts là cổ mà đã phân tích cho anh em ở trong thời gian vừa qua đấy thì tí chúng ta sẽ phân tích về cái cổ này thì trước mắt là chúng ta view về vni một chút thì vni hiện tại thì hôm qua một cái phiên điều chỉnh uh, với lại cái khối lượng thanh khoản gia tăng đây ở cái vùng này khi dướn đến cái vùng 1183 và đã không vượt qua lập tức áp lực bán từ nhóm ngân hàng bắt đầu xuất hiện và sau đó lan tỏa sang các nhóm khác nên đương nhiên khi thấy cái tín hiệu mà rủi ro xấu như vậy thì chúng ta có hoạt động là gì thu gọn hoặc là chúng ta chốt các cổ phiếu đã chạy trong thời gian qua thì cũng hợp lý thôi. Còn về hiện tại thì khả năng cao về đi uh, sẽ uh, diễn biến trong thời này là uh, diễn ra cái, cái kênh kiểu sideways uh, sideway nhẹ như này, đau nhẹ như này đấy. Khả năng rất cao nó sẽ diễn biến như này. Có thể ngày mai tiếp tục là gì? Nó hồi đây sau đó tiếp tục lại giảm như này, đấy, nó giảm này sau đó, và chờ một cái thời gian tới là gì? Một cái thời điểm uh, tích lũy đủ chẳng hạn, chín mùa chẳng hạn thì nó sẽ break cái kênh này và hình thành các cái nhịp tăng về sau có thể qua Tết đấy chậm thì qua Tết còn trước Tết thì còn vài ngày thôi khả năng rất là khó bởi vì cái thời gian trước Tết còn, còn thứ tư tuần sau chúng ta nghỉ rồi đấy, hiện tại thì chúng ta thấy này về tích lũy về trung hạn thì VNI vẫn đang trong một cái à, tuần này là cái tuần thứ hai sau tuần bùng nổ đây là tuần bùng nổ và đây là tuần thứ hai tích lũy ở quanh vùng nền về các đường ma về trung hạn thì nó vẫn đang hướng lên vẫn đang hướng lên và tích lũy hai tuần tích lũy vẫn trên MA6 MA10 như này như vậy cái vùng 1160 đây này MA6 của uh, chat út là 160 nó vẫn đang đỡ khá là tốt như vậy nếu trong ngắn hạn có rung lắc hoặc điều chỉnh thì nó chỉ mang tính chất là rung lắc về ngắn hạn tức là các cái phiên mà gì nó rung lắc điều chỉnh biên độ hẹp đấy nếu có điều chỉnh thì dự phóng là vẫn là như dự phóng của team hôm qua đưa ra là cái mốc uh, hỗ trợ ông ta là quanh vùng mà 150 Đấy, nếu mà trường hợp mà có điều chỉnh về cái vùng này thì chính, cũng chính là gì cũng là các cái lần mà có hai ba lần test đây rồi và cái vùng này cũng đang là cái vùng mà hỗ trợ khá là mạnh đồng thời cái giải ben chúng ta thấy là cái vùng 150 này cái giải ben nó vẫn đang hướng lên đây này, nó đang hướng lên như này nếu điều chỉnh về đó thì nó sẽ được cái đỡ cái ben và nó sẽ tăng trở lại nhưng mà tăng lên ở cái vùng trên này vùng 190 90 này lại gặp cái ben trên nó đang cụp xuống như vậy cái khả năng mà bứt thoát được khỏi cái bên trên nó đang cụp xuống và đánh thủng cái bên dưới ở cái vùng 150 này thì nó nó xác xuất thấp trong ngắn hạn đúng không? trong ngắn hạn là gì? Một là thủng đây thì nó thấp này và hai nó đánh bật lên nên chỗ này đều khả năng hai trường hợp này đều thấp nên là dự phóng trong ngắn hạn này nó vẫn là cái kịch bản này để sao ấy trong cái biên này và nó chờ nó bay trong thời gian tới thôi. Đấy quan trọng là gì? Tích nghĩ đủ thì nó sẽ bay. Nhưng bây giờ ở vấn đề là các cái dòng nào là dòng gọi là tích nghĩ đủ và cái dòng nào là dòng sẽ chạy trong thời gian tới. Đó là cái câu chuyện mà chúng ta quan tâm đúng không? Như các phiên gần đây kể cả phiên hai ba phiên gần đây thì uh, uh, nghe thì tiếng bình thường nha bạn nhật mai nha mọi người vẫn nghe được mà anh em nghe được đúng không nghe được uh, nghe được bình thường mà uh, mọi người chọn lại chế độ ở trong cái zoom đi nha đấy <laughs> thì uh, thì các cái cổ phiếu trong thời gian gần đây ví dụ thì chúng ta vẫn hai uh, ba phiên này chúng ta vẫn khuyến nghị chúng ta mua vào các cái nhóm uh, cái cổ đơn lẻ không phải là toàn bộ nhóm chứng khoán đúng không mà chúng ta chỉ tập trung các cổ điện này ví dụ như là CTS vẫn có cái nghị mua vào trong hai ba phiên gần đây CTS hôm nay là cái phiên ngày 31 này mua lần hai rồi thì chúng ta có một cái điểm mua nữa của cái cổ này quanh cái phiên ngày 24 tháng 1 đây 24 tháng 1 cũng có cái điểm mua được CTS nhưng mà nhìn về nội tại của cổ này thì nó hoàn toàn nó khỏe hơn rất nhiều các cổ khác ở trong cái nhóm này thì cái này đã phân tích và gửi đến nhóm Zoom thậm chí cả cả Zoom cộng đồng bên ngoài thì cũng đã được gửi cái phân tích này đấy thì đã xoay ra cái cổ phiếu này có các yếu tố cũng như tiềm năng tăng trưởng nó vượt trội so với nhiều cái cổ phiếu chứng khoán khác thì chúng ta thấy là cả dòng chứng khoán như hôm nay đúng không thì đâu phải là cổ nào nó cũng tăng duy, duy nhất cái con này thì nó tăng được hơn bốn phần trăm hôm qua tăng được khoảng hai phần trăm gì đó đúng cts này còn các mã khác thậm chí vd còn đỏ vx còn đỏ nhẹ SHS tham chiếu và một số cổ khác thì nó quanh không phải mấy một hai phần trăm không đáng kể nếu CDS là hơn 4 phần trăm qua hai phần trăm nữa như vậy là trong ngắn hạn là các bạn mua được cái thứ cái điểm đầu tiên Để đến thời điểm hôm nay thì cũng chắc phải được độ 6 phần trăm hơn rồi đấy đúng không 5 phần trăm cộng 4 phần trăm này chỗ này chắc phải được 9 phần trăm rồi đấy ờ, cái chỗ này 9 phần trăm rồi như vậy trong ngắn hạn cũng thấy cũng là ổn rồi ờ, chúng ta không thể là chúng ta bắt được toàn bộ các cổ phiếu này nó tăng ở trên thị trường mà chúng ta chỉ bắt được một số cổ mà chúng ta am hiểu nó hoặc là chúng ta lựa chọn chúng ta phân kích Uh, phân tích kỹ nó, nó thì CTS có những cái gì CTS thì có uh, các cái câu chuyện như đã chia sẻ cho mọi người thì cái quý này thì có một số các cái thông tin mà nó cũng tăng trưởng khá là tốt so với lại cùng kỳ quý trước cái nội lực của nó 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 cải thiện đáng kể ví dụ như này uh, chúng ta thấy về tăng trưởng về các cái tài sản tài chính uh, tăng khá là tốt bởi vì thị trường đi lên nếu cái cổ phiếu nào cầm cái mảng tự doanh mà lớn mà hai nữa là các cái mã trong đó lại các cái mã tiềm năng chẳng hạn thì uh, đó là cái mảng rất là mỏng mỡ thường thường cái mảng tự doanh đối với một công ty chứng khoán thì nó chiếm giữ khoảng năm cái tỷ trọng khoảng độ trên bảy mươi phần lớn của công ty đều như vậy nên là cái mảng này mà tăng trưởng tốt mà trong điều kiện thị trường mà nó uh, tăng trưởng thị trường đi lên thì đó là một cái mảng mà cũng khá là ok đối với cái nhóm công ty chứng khoán thì phần lớn là cái cái công ty nào cũng có mảng tự doanh nó cầm như vậy thôi nhưng mà tại sao nó lại tốt hơn các con khác hoặc có điểm nhấn gì thì chúng ta phải xem các cái mặt khác nữa Ví dụ mảng cho vay, cho vay uh, tăng lên từ 1.500 đến 2.700 2 tăng khoảng 1.300 tỷ đối với công ty này một công ty vốn hóa khá là nhỏ nhưng mà tăng trưởng về các cái mảng cho vay rất là tốt hoặc là tiền gửi, đây cũng tăng trưởng từ 1.100 đến 1.700 sấp xỉ gần 2.000 tỷ với bảng tiền gửi Rồi các cái tài sản tài chính uh, khác nữa, mục 7.4 mọi người thấy là tăng từ 276 đến 868 đó là điểm sơ qua, qua một số các cái chi tiêu còn uh, các khoản khác nữa kể cả tiền gửi khách hàng gửi nhà đầu tư tiền ký quỹ tiền cho vay đều tăng tốt so với cùng kỳ ngoài ra thì có cái tài sản như cầm cố này ở à, đây tại thành phố ba nghìn tám này à, tài chính tài sản tài chính phong tỏa mà từ hai rưỡi đến năm ba đây là những cái tài sản tài chính mà đang chờ để gì limit giao dịch đấy Đấy là những kiểu những hợp đồng deal đã ký được hoặc là một tổ chức nào người ta đã <laughs> đã cầm cố tài sản ở đấy hoặc là người đã đưa lên để chuẩn bị giao dịch. Đấy, cái mục đó và nói chung là tất cả các mảng khác đây tiền gửi tăng từ 368 lên 984, uh, tiền gửi nhà đầu tư khác nữa đúng không? Tăng lên 7 từ 260 792 vân vân. Đấy, có rất nhiều cái mà chúng ta thấy là con số nó đều cải thiện và tăng trưởng khá mạnh so với cùng kỳ. Và cụ thể là uh, những cái mảng như mảng uh, tự doanh hoặc là mảng <laughs> cho vay thì tăng trưởng con số khá là ấn tượng đây là uh, tự doanh tăng trưởng 42 phần trăm các mảng cho vay tăng trưởng sấp xỉ 60 phần trăm đấy doanh thu nghiệp vụ bỏ lãnh tăng trưởng khoảng 30 phần trăm và tổng doanh thu hoạt động tăng trưởng 62 phần trăm so với cùng kỳ thì nếu mà so với các công ty chứng khoán khác ở cái kỳ vừa rồi quý vừa rồi thì chúng ta thấy là uh, các doanh nghiệp khác phần lớn là cái mảng doanh thu về hoạt động môi giới ấy, cái mảng chính ấy. đấy cái mảng đấy thì không phải là chiếm tỷ trọng cao nhất nhưng mà đó là cái nghiệp vụ chính của công ty chứng khoán thì nó đều bị tụt các cái doanh nghiệp khác vừa rồi đều bị tụt. Nhưng mà doanh nghiệp này thì gần như tất cả các mảng nó đều tăng trưởng. Đấy, tất cả mảng đều tăng, từ tiền gửi từ từ đến kỹ quỹ cho vay từ margin rồi thì các cái tài sản cầm cố vân vân. Đấy, rất nhiều, rất nhiều các mảng họ đều cho vay. Như vậy chúng ta đã nốt ra và ở được khuyến nghị chúng ta mua vào trong các phiên qua và nói chung là hai ba phiên này cổ phiếu này vẫn đang một trong, trong một cái trạng thái này khá là ok kể cả phiên ngày hôm nay khá là ok thì đó là các cái cổ phiếu ví dụ như vậy là các cổ phiếu mà cổ phiếu mạnh hoặc các cổ phiếu mà tốt ở trong một cái nhóm thì chúng ta sẽ để ý đến các cổ phiếu đó thì trong nhóm chứng khoán này, thì có CTS đúng không CTS vừa giới thiệu mọi người thì hiện tại nó đã bứt thoát khỏi cái nền cái vùng cái nền mà 28 29 này đã quý vị chúng ta liên tiếp trong mấy phiên vừa qua là chúng ta thì chúng ta mua vào ở quanh cái nền này chúng ta cứ mua nền chúng ta không sợ cho nó thủng đi thủng thì nó cũng sẽ kéo lên đấy và mua nền là an toàn nhất rồi nên là chúng ta mua được cái vùng giá này thì kể cả hôm nay cũng giá quanh 30 đúng không quanh quanh đầu 3 30.1 hoặc 30 05 thì vẫn có thể là chúng ta mua được mua thêm một chút hôm nay mình mua thêm khoảng giá khoảng 29x hôm nay cũng mua được tí ở quanh cái vùng này 297 cái thứ 775 mua được thêm ít nữa hôm qua gom này chưa đủ hôm nay không tiếp bởi vì vẫn dự phóng cái kịch bản này vẫn phải đề phòng là về trường hợp nó về 1150 chẳng hạn thì cái cổ này nó có thể là nó có giá rẻ hơn nên là không thể mua đủ trong một phiên được mà chúng ta sẽ phải chia làm gì nhiều điểm mua nhiều lần gom nên một một số anh chị cứ hỏi là mua giá nào thì giá nào chẳng mua được đúng không quan trọng cái cách mua thôi vì hôm qua chúng ta mua một phần chúng ta dự phóng một phần VNI nó về một mươi 150 bốn 40 chẳng hạn thì chúng ta gom tiếp chúng ta mua tiếp đấy là cái cách mua chứ không phải là cứ mặc định là cái giá 29.5 mới mua và giá hay 29.7 không mua được hoặc giá 30.1 không mua được thì cái đó là không phải thì chúng ta phải rèn luyện phương pháp nếu chúng ta nhìn hiểu về cổ phiếu nhìn hiểu về chen thì chúng ta sẽ có rất nhiều các cái điểm mà chúng ta có thể mua được không căn cứ vào giá và mua chỉ căn cứ vào gì giá cũng là một cái để chúng ta có thể chúng ta nhiều người căn ke hoặc là uh, nhiều cái chúng ta phải căn ke nhưng uh, nó không phải yếu tố quyết định tất cả uh, quan trọng là cái xu thế nó đi lên đấy xu thế đi lên thì các bạn uh, một vài like nó đôi khi nó không quan trọng lắm đấy thì cái cổ phiếu này hôm nay tăng lên 30.9 Thì có thể các cái phiên tới đúng không nếu nó chạy tiếp chạy tiếp rồi thì chúng ta không có điểm mua nữa ví dụ ở trong các phiên ngày mai ngày kia chẳng hạn nó chạy này thì đương nhiên nó không có điểm mua nữa cho mọi người hoặc không có điểm gia tăng còn trong hợp mà nó điều chỉnh nó tích lũy lại như này thì cái vùng này nó vượt vượt qua này, này, đúng không cái vùng đỉnh này vùng kháng cự vượt qua à, là cái vùng mà chúng ta lại có thể gia tăng thêm nên là đâu phải là cứ cái vùng ở dưới 29.5 này mới là vùng mua đâu đúng không chúng ta có thể gì mua thêm ở đây hoặc nên đây nó tạo nền ở cái vùng này chúng ta có thể mua thêm ở khu này đấy ok đó là cái cách mua rồi cái cổ tiếp theo nữa trong cái nhóm chứng khoán thì có HCM HCM đang ở quanh cái vùng nền tích lũy quanh 26 cộng 26 cộng này thì cũng ok đúng không anh em nào nó muốn thu gom cho một cái chen dài nhưng mà chúng ta lưu ý một chút là cổ này bắt đầu có hiện tượng là phân kỳ nhẹ ở trên cái vùng này ở trên cái vùng 26 cộng nên là nếu ở trên vùng này là mọi người mới mua thì không mua cao quá nhé vẫn đỡ giá rất tốt ở một hai lần test vừa rồi quanh 26.3 thì nó vẫn đỡ giá được nên là cái cái giá mà tại cái nền hỗ trợ này cái vùng đáy này quanh 26.3 này hoặc là 26.5 là cái vùng mà anh em nếu anh em lướt đưa hôm qua ai lướt thì bán trên này về đây mua ở đây thì cũng được không sao cả và hôm qua kéo lên thì được giá bao 3... cổ phiếu chứng khoán hôm qua kéo toàn ba bốn phần trăm thứ đúng không? có trường hợp này. đấy nên hôm qua thì ai lướt thì bán ở trên này thì hôm nay về đây mua lại cũng được không sao bởi vì trạng thái tích lũy của nó trung hạn thì vẫn là tích nghĩ tích cực và nó đang trong một quá trình trên tăng đối với lại HCM nhìn về trung hạn ở đây các bạn nhìn thấy có vẻ nhìn giống mô hình cốc hay cốc tay cầm nó như này sau tiếp tục tăng đấy được chưa để trong quá trình tăng nhiều trường hợp ấy nó sẽ quay trở lại nó test cái miệng cốc này. Đấy là có một vài trường hợp nhé Nó sẽ quay trở lại nó test miệng cốc. Ví dụ nó test là nà, nà này sau đó tiếp tục tăng tiếp chẳng hạn nó test cái miệng cốc này này. Đây là cái miệng này này. Nên chúng ta không sợ cái vấn đề đó, đúng không? Chúng ta chỉ quan tâm là gì? Cái chen và cái xu thế của cổ phiếu bây giờ nó vẫn là đang là một trên tăng và cái dòng tiền nó đã vào thứ phiên này rồi và nó chưa hề, hề có cái dòng tiền bị rút ra nên trong ngắn hạn nó có rung lắc điều chỉnh hoặc rũ ở các cái phiên ngắn hạn cho trong trường mà xấu nhất đi nó rũ thủng cái nền này thì mọi người không phải lo nhé không phải lo lắng cái vấn đề đó nếu có thủng đây thì nó sẽ hồi lại như này thôi nó xuống cái vùng hỗ trợ này hỗ trợ mạnh như là mọi người có mua đây thì xuống đây mua tiếp một phần nữa đúng không đấy là cái cách mua của chúng ta chứ không phải là chúng ta mua đây rồi đấy. mai thấy nó đỏ quanh vùng đỏ 264 hay 65 chẳng hạn thấy nó đỏ nó về đây nhìn sốt vó hết cả lên đấy về cái vùng nền này, này đúng hỗ trợ sốt vó lên mang đi bán bán ngày mai lại kéo thì chúng ta không mua kiểu như vậy được rồi cổ tiếp theo trong nhóm chứng khoán VCI cũng bắt đầu có hiện tượng bứt thoát khỏi nền đấy phiên hôm qua là phiên tín hiệu và hôm nay là bắt đầu cổ phiếu cân bằng và tích nghĩ nên là trong các phiên tới nếu mà duy trì tiếp tích lũy được ở trên vùng 43 này thì mọi người tiếp tục mua vào đấy nhóm đấy là nhóm cổ phiếu gì liên quan nhóm cổ phiếu chứng khoán thì có mấy cái cổ này nó là cái cổ mà sai nhẹ ví dụ như VCI cũng là cổ sai nhẹ HCM đó là cái cổ mà sai nhẹ hoặc là ctf những cái cổ mà sai rất nhẹ có agr mấy nay em thấy uh, tích cực agr chưa xem báo cáo không biết nó như nào nhưng mà uh, như, như cái, cái nền này thì nó không được uh, tích nghĩ nó không được chặt như mấy con khác đấy nhưng mà nhìn chung thì, thì uh, mọi người canh mấy con vừa rồi giới thiệu ấy, ví dụ là HCM, vci này đúng không hoặc ctf test lại thì có thể là canh được này đó là nhóm chứng khoán còn các cái cổ khác trong quán shs này, cũng chưa có gì về đoạn này thì cũng hơi yếu đó, hoặc là SSA SI thì cổ này sai hơi to về cơ bản là che này nó vẫn là một cái che lên nhưng mà chạy có khi nó hơi ỉ nên hôm qua kéo lên đây được uh, hình như ba phần trăm sao đúng không anh em chốt ở phiên hôm qua mà lúc nó kéo lên khoảng ba năm thì ngon quá đấy hôm nay anh em có thể mua lại cũng được về sát 34 anh mua lại được một giá này ở đâu nữa rồi ok đó là cái nhóm chứng khoán như vậy là trong một nhóm thì cái trạng thái không phải là cổ nào nó cũng mạnh mà nó chỉ tập trung vào một số cổ mạnh thôi. Và nhiệm vụ chúng ta là chúng ta sẽ phải theo các cái cổ mạnh đó. Ok, chuyển sang nhóm thứ hai là cái nhóm bất động sản. Bất động sản thì có các cổ đang tích lũy tốt như PDR, vẫn view cho anh em trong thời gian gần đây đúng không? vùng nền quanh 28 cộng trừ một chút. Anh em có thể gom vào, mọi người có thể gom vào và dự kiến cái cổ này thì trong thời gian tới thì cũng sẽ gì? Nó cũng sẽ bứt thoát thôi. Đấy, nó đang đến cái đoạn thì cuối rồi, gần như là giai dạ, cuối của cái mô hình tam giác này rồi và dự kiến là gì nó sẽ một vài phiên ở đây nữa và à, tiếp tục nó kéo bật lên nên là quanh vùng từ 28 đến 28.4 nùi thôi đây quanh vùng đó thì anh em à, có thể canh gom vào đúng không gom vào cổ này hoặc là gia tăng hoặc thế nào đó đấy là cổ mà chúng ta có thể để ý DIG này cũng rất là tốt để là quanh vùng này cũng khá là tốt và cái vùng 27 27 này 27 chúng ta đã khuyến nghị chúng ta mua vào quanh vùng 27 này rồi và nếu mà sát cái vùng giá 27 thì vẫn tiếp tục mua được đúng không? nó vẫn quanh nền thôi mà hiện tại bây giờ đang chạm bên trên ở 27.6 là cái bên trên mà bên nó rất hẹp như này nếu mà một cái dòng tiền lớn mà nó mở bên này ra thì nó sẽ có một cái nhịp tăng sau đó Nên khi mà nó chưa tăng hoặc đang tích lũy tốt ở một cái vùng nền thì đó là cơ hội để chúng ta mua được cái giá rẻ chúng ta có thể mua nắm giữ khoảng 30-40% trước không sao đợi thị trường vào sóng đúng không? thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta gia tăng hoặc là khi thị trường nó cân bằng ổn định nó quay trở lại trên tăng thì chúng ta tiếp tục gia tăng thì thường thường đi vốn như vậy nó sẽ an toàn chứ còn chúng ta full margin một phát ở đây mà trong giờ VN bị đạp chẳng hạn đúng không vẫn phải phòng rủi ro về đi là về cái vùng 150 chứ cái trường hợp vẫn có mà chứ đâu phải là là chúng ta không phòng đâu hiện tại hôm nay ở phiên hồi nhưng mà cái chen nó là đang là cái chen đây này đang là cái chen thì nó tạo ra một đỉnh thấp và đỉnh rồi nên là đoạn tới thì khả năng nó chỉ là cái dạng là sideways gì uh, sau này đau nhẹ như này thôi tức là tích lũy chúng ta gọi là tích lũy đấy biên biên mở đây có thể là nó sẽ như này cho ben hai giải ben nó bóp vào đây nó bóp vào đây sau đó đợi một cái dòng tiền lớn vào nó mở ben này đi lên như này thì nó sẽ chính thức vào các cái nhịp sau tăng tiếp theo đây là của vni đúng không nên đoạn tới này có thể nó sẽ như này thì chúng ta rất nhiều thời điểm mà rung lắc như vậy là chúng ta có thời điểm chúng ta canh vào các cổ phiếu đó ok đó là digpr có cổ phiếu nữa dpg đoạn này mọi người có thể chú ý được này dpg một vài phiên gần đây và trong thời gian gần đây là hai tuần trở lại đây đã tích lũy và test cái đấy hai quanh ba tám bảy đấy cái cổ này sai cũng khá là nhẹ trong cái nhóm bất động sản sai khá nhẹ và nó kéo thì thường thường cái cổ này đã kéo là toàn trần thôi hoặc là bốn năm phần trăm kéo rất là phê cổ dpg nên là cái vùng giá khoảng quanh 40 hoặc là lùi đấy thì anh em có thể để ý cổ này trong các phiên tới có thể là một hai vài phiên tới chẳng hạn nó điều chỉnh hoặc test hoặc tích lũy ở trên cái vùng đó thì mọi người có thể quan tâm để ý đúng không đây là cái kháng cự là 40.5 thì nó có thể test lùi 40 từ vùng 40 đến 40.5 từ 39.5 đến vùng thì 40 là cái vùng mà chúng có thể canh được hoặc là trên dưới 40 một tí có thể để ý cổ này DPG trong nhóm bất động sản cổ tiếp theo xuất hiện một số cổ mới trong nhóm này TCH hoặc HHS trong cái cặp này đã xuất hiện có thể sẽ tạo đáy ở quanh đây các bạn nhé đây cái vùng kháng cự hôm nay nó cũng gặp với vùng kháng cự khoảng 13.6, 13.6 là cái vùng kháng cự tạm thời, nền tạm thời như với cái trạng thái là kiểu như này và đã qua một quá trình test cung này thì khả năng rất cao là cổ phiếu này cũng sẽ đánh bứt thoát khỏi vùng kháng cự này để hình thành các chen tăng trong thời gian tới, đấy cái đáy ở đây nó đã nâng cao dần, đã nâng dần lên rồi mọi người nhé, có thể chỗ này sẽ là cái đáy nó nâng lên đây và nó sẽ gì, đánh vượt, đấy đánh vượt còn trong trường hợp các bạn mua ví dụ nó có tích lũy ở cái nền này đây là cái vùng rõ ràng ở chỗ này nó kháng cự rồi đúng không nhưng mà nó có khả năng thì vượt kháng cự bởi vì chạm giải ben và nó đang có dấu hiệu tiền vào ben chuẩn bị mở rồi nên là có khả năng nó sẽ vượt kháng cự nhưng nếu không may nó không vượt được thì sao đúng không nhiều bạn thì khuyến nghị uh, mua đây uh, mua đây nhưng mà không may nó không vượt được không vượt được thì chúng ta cũng không phải no bởi vì từ cái biên này xuống cái biên dưới này nếu mà không vừa được thì nó chỉ quay lại đây nó tích lũy này sau nó tiếp tục có chờ đợi cơ hội vượt thứ hai như vậy chúng ta mua ở trên này cho dù nó có mua bằng cái giá đóng cửa ngày nay 13,65 ba năm đi đúng không thì trong giờ nó quay lại đây các bạn không phải lo quay đây các bạn mua thêm một phần nữa được chưa thêm một, trong cái trạng thái cổ phiếu như này thì sớm muộn nó cũng nó cũng bứt thoát và nó tăng thôi và đây là các cái cổ phiếu mà các bạn có thể để ý ở trong cái thời gian tới cho cái nhịp đầu tư của mình đấy trong nhóm bất động sản HDS thì nó tăng rồi, HDS tăng trước TCH rồi nhưng mà uh, cái điểm này thì không phải là điểm đu các bạn nữa nếu các bạn là muốn mua cổ này thì có thể canh đây là thông thường là sau cái phiên bùng nổ như này nó sẽ có gì uh, sẽ có phiên chỉnh phiên chỉnh cụ thể là hai phiên này là hai phiên chỉnh đấy thì cái phiên này là phiên bùng nổ đây là trong các phiên tới có thể nó sẽ xuất hiện một hai phiên nó cũng chỉnh như này đấy, thì cái điểm này là điểm canh của chúng ta quanh cái vùng 8 nùi các bạn nhé 7.9 tám nùi là cái vùng mà mọi người có thể canh vào đối với cổ này đồng tiền bắt đầu vào và khả năng cao nó sẽ đánh theo cái nhịp chạy cùng với lại cái nhịp tăng của nhóm bất động sản. Đây là về trung hạn nó vượt đỉnh này. này. Trung hạn của nó vượt đỉnh và có xu hướng đi lên. À, đây cũng là cái cổ mà có tín hiệu trong nhóm bất động sản. Cổ tiếp theo trong cái nhóm này có để để ý cổ như EIC. EIC cũng là một cổ tương tự. Con này hay đánh kiểu bánh mì kẹp chả. Kiểu cứ phiên tăng phiên giảm phiên tăng phiên giảm. Nếu ngày mai mà nó giảm thì mọi người có thể để ý. Đây ai có hoặc là ai quan tâm hoặc ai yêu thích cổ phiếu này có thể đi được chưa nó lên này sau mai nó nó tụt như này đấy, nó đóng cửa tụt này chẳng hạn có khi ngày kia nó lại tăng tiếp đấy. kiểu như vậy đây nên là chúng ta sẽ canh khi mà nó có cái phiên như này okay, ạ. đấy là cái cách mua chứ không phải là mua giá nào mua giá nào bây giờ bảo mọi người mua 14 bốn năm làm sao mọi người canh được giá đấy đúng không cho giá cho mọi người canh thì đầy giá thiếu gì đâu IC 14 bốn năm mọi người thử canh xem nó có về được không chưa chắc nó về đâu nó chỉ test về 15 năm chẳng hạn thì vùng 15 là vùng vùng mua của chúng ta chứ không phải là phải đợi về 14 năm chúng ta mới mua quan trọng là cái trend của cổ phiếu cái xu thế của cổ phiếu ấy nó đang bắt đầu vào các xu thế tăng đấy bứt thoát khỏi nền trung hạn đây là đang ở cái nền đáy đi lên này ít nhất là nó sẽ dướn lên cái đỉnh cũ quanh 17 đấy là ít nhất thì khả năng cao nó sẽ một vài tuần nữa nó sẽ dướn lên cái đỉnh nó quanh 17 IC như vậy trong nhóm bất động sản chúng ta đã nốt có vài cổ cho mọi người đấy thì chúng ta sẽ tập trung vào các cổ khỏe của mạnh đó thì chúng ta chuyển sang cái dòng tiếp theo khu công nghiệp đúng không khu công nghiệp SSC khu công nghiệp thì mình không bắt được cổ nào nó chưa có bắt được ít DTD nhưng mà lại bán non mất rồi Đấy. cứ đỏ đỏ xanh xanh ra vào bán non sử mất rồi nhưng mà như SC này cái dòng tiền vào vẫn đang rất là khỏe mà chưa dòng tiền ra rồi ra điểm này thì không có điểm mua nữa và ai có tiếp nắm giữ thôi nhưng mà trong trường hợp mà nếu nó test nó điều chỉnh thì có thể là người quan tâm như đoạn này nếu mà có điều chỉnh về đây thì cái ben của nó ben của nó là cái trạng thái ben rộng đây này, nó điều chỉnh nó về cái chỗ này chẳng hạn đúng quanh 40 chỗ này xem giá bao nhiêu khoảng 40 nhưng mà cái đoạn này là bên rỗng nhưng mà nếu mà vẫn đầu thì anh em nào thì về 40 này thì có thể là với cái target lên vùng 43 năm thì vẫn có thể là ok vẫn có thể sở hữu được bởi vì tiền vào trong cái nhóm này thì vẫn là cái nhóm mà mấy phiên gần đây thì thấy là cái dòng tiền vào khá là khỏe hôm trước này có cái điểm này có điểm 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 test lại nhưng mà canh nó test lại vùng dưới mới bắt nữa. bởi vì đây nó có 3 4 phiên test lại thì cũng kỳ vọng là nó test khoảng hai ba phiên nó đây để bắt Nhưng nó chạy vò cái vù cái nhanh quá không bắt được nhỡ nhỡ thôi chúng ta tìm cơ hội khác rất là nhiều cổ không phải này chỉ có một cổ đó GVĐ động tương tự như vậy Đấy, cũng trong nhóm bất động sản thì khung nghiệp hoặc cao su cổ này thì có thêm cả cao su nữa vừa khu nghiệp vừa cao su nên là nói chung là là trạng thái tương tự tuần thì cổ này đang là cái tuần mà tiền vào khá là mạnh ngày mai là phiên kết tuần rồi và chúng ta thấy là GVĐ hôm nay cũng một phiên đóng trần vậy là, là về điểm mua thì cái điểm này không phải là điểm mua của chúng ta nếu ai muốn mua thì mua ở cái điểm 24 này thì không phải điểm mua nữa và muốn mua thì chúng ta cũng phải đợi nó có các phiên nó dung nó tích lũy như này có thể một hai phiên tới nó dung lắc tích lũy như này và chúng ta sẽ canh ở cái vùng giá đây vùng giá khoảng độ 23 sát 23 mọi người nhé để ý cái vùng giá khoảng sát 23 này một lửa thân kinh đấy này nó test về thì có thể ngó bởi vì trung hạn mới là tuần đầu tiên dòng tiền vào đúng không nó không phải nó tăng một tuần chúng ta thấy là có những cái sóng mà nó tăng 6 tháng không phải tăng một tuần đấy đây này có những cái sóng mà đây, bắt đầu cái tuần đầu tiên là cái dòng tiền vào và sau đó chỉ nó tích lũy hoặc nó test điều chỉnh lại và nó tăng tiếp theo đó đây từ tháng mấy đây từ tháng 10 và lên cái vùng này là bao nhiêu vùng này vẫn còn chưa hết đây tháng 1 tức là tăng 4 tháng và lên tận đây nó mới bắt đầu là điều chỉnh nên đây là đến tháng 11 tức là tăng một năm đấy tăng từ đây đến đây là tăng một năm nên là đây mới là cái tuần đầu tiên thôi về trung hạn thôi có sự xác nhận của dòng tiền bạc đối cổ như GVR này hoặc là nhóm bất sản khu công nghiệp đây là gì nó sẽ còn tăng tiếp nhưng mà điểm mua chúng ta sẽ phải đợi nó test nó tính lũy hoặc nó điều chỉnh về các vùng đó thì chúng ta mua thì nó ok hơn chứ không phải là giá nào chúng ta cũng đua vào ok ạ VGC cũng thoát khỏi chen giảm đây, đây là cái chen giảm trong thời gian qua đã tho thoát khỏi chen giảm và tiếp tục tăng thì cái điểm canh chúng ta cũng tương tự vậy thôi cũng như hai cổ kia thôi cũng không ai cả như VGC có thể canh 53.5 nùi một một tí đúng không đấy cái vùng đó là cái vùng mà hợp lý là ai có thể canh sở hữu các cổ khác trong nhóm khu công nghiệp IDC IC này năm nay cũng khá là ok trước mình vừa ngó qua báo cáo nói chung là các cái dự án phần lớn các cái dự án cũ hoặc các khu người nghiệp cũ thì cái mức độ cho thuê của nó tỷ lệ ấp đầy nó khoảng lên đến 90 phần trăm có một số dự án này lên đến 98 phần trăm rồi như vậy là trông chờ vào cả một số dự án cũ đó thì nó nó không còn nhiều cái, cái game để tăng trưởng tuy nhiên là IC này nó có câu chuyện khác đấy thì lúc nào thì mình sẽ phân tích cho mọi người sau ừ, hôm nay thì phân tích kỹ thuật là chính thôi đá FA vào đây thì nó dài quá nên là nói chung là điểm của mọi người có thể để ý là quanh à, nói chung là cái điểm này điểm 56 này thì thì nó cũng hơi cao so với lại cái bởi vì cổ này có thể target lên 60 nên 56 còn có bốn giá đâu muốn giá lên 60 thì canh càng thấp càng tốt đấy 54.5 nổi thì ok đúng không còn nếu kéo lên 57 58 mọi người đua vào 60 là ta ghét rồi thì nó cũng không hợp lý lắm đó để phân tích cho mọi người nắm và mọi người biết được về. vậy thôi đúng không DTD cũng là cái nhóm bất động sản công nghiệp hôm trước mua được đúng đáy mua được chỗ này phiên này 24 246 lên phiên này thì bán đấy kéo được uh, hai phiên được mấy chục uh, hai phiên đây được mười mấy phần trăm bán hôm nay nó kéo hù phát nó mới ăn à thôi ăn được hai phiên mười mấy trăm so với các cổ khác nó cũng là khá là khỏe đấy, không phải không DTD này hôm trước cũng có video phân tích cho ông ta là các cái cổ phiếu mà gì cổ phiếu nó có câu chuyện như cái cảng yên lệnh ngoài cái khu nghiệp và cái khách hàng đặt cọc mới phát sinh trong cái quý 4 có một vài khách thuê đặt cọc mới đấy thì có có khu công nghiệp đồng văn ba đưa vào hoạt động này rồi có cả yên lệnh cũng đã được triển khai nên là có các yếu tố, các kỳ vọng để tăng trưởng. Nên tại sao báo chúng ta khuyến nghị mua vào và nó có cái cái yếu tố như vậy, đúng không? thì nó vẫn là cái cổ mà trong nhóm khu nghiệp nó vẫn khá là ổn, khá là ok. Nhưng mà 28 thì thôi, 28.6 thì cao quá rồi. Chúng ta mua chúng ta chỉ mua. Hôm trước khuyến nghị mọi người quanh vùng 24 cộng hoặc ai bán rồi thì có thể là canh vùng 26 cộng hoặc 27 núi thôi. Đấy là các vùng mà nó an toàn. Nếu test lại thì mua còn không test lại thì thôi. Dạ. Dxp cũng là cái cảng mà gì à, cũng là cổ phiếu liên quan đến cảng và cổ phiếu này cũng có tín hiệu nữa, là bắt đầu hình thành các chân tăng. Đây là chớm chân tăng này các bạn nhé, chớm chân tăng. Ai mà mà sở hữu các cổ phiếu này đây tuần trung hạn này và đây là tuần thứ hai bắt đầu có hiện tượng là tích lũy tích cực sau một tuần bùng nổ tuần thứ hai tích lũy tích cực và có thể tuần ba tuần bốn nó tăng nên chúng ta có thể canh các cổ phiếu này quanh vùng nền khoảng 13 ba. 13 13 lùi 13 lùi được thì là ok được chưa? DXP đấy vừa view cho ông ta có rất nhiều cổ phiếu là cái cổ phiếu mà đơn lẻ đoạn này cái dòng khu nghiệp này nó chạy gần như cả dòng nhưng mà một số các nhóm khác thì chủ yếu là cổ phiếu đơn lẻ thôi chạy và view của ông ta toàn cổ phiếu khỏe thôi và chúng ta canh các cổ phiếu đó đấy, chúng ta có các cái cổ phiếu khác nữa ngoài các nhóm nó ra thì chúng ta phải để ý ví dụ như BCM đây cũng là cái cổ mà cổ này khả năng có cái game thoái anh em nó có game thoái và nó cũng là cái cổ mà chỉ trong nhóm khu công nghiệp nhưng mà sai này giá thì hơi cao một số người ngại mua những cái cổ phiếu mà giá to thực ra nếu mà mua về tính về về tỷ lệ phần trăm thì nó cũng như nhau đúng không bảy phần trăm của một tỷ bảy phần trăm của thì nó cũng như nhau thôi nó không khác gì cả đấy nhưng mà cổ này nhiều người ngại sai to thì chúng ta để giới thiệu chúng ta biết thôi nhưng mà nó cũng là vào các trên tăng này PC1 PC1 thì giá nếu mà canh anh em canh thì canh cái vùng giá khoảng độ 30 lùi thôi. Được cái giá khoảng 29 cộng là ok. Cổ này vừa rồi có cái thoái vốn nhưng mà thoái cái B cái gì nhỉ? BEHS hay cái cái cổ đông gì thoái 55 triệu. Đấy 55 triệu nhưng mà thoái xong rồi. Thì chúng ta đợi tích nghĩ lại và chúng ta thì canh chúng ta mua vào thôi. Ngại mỗi cái game thoái nó còn hiện tại thoái xong rồi thì nó lại là, là câu chuyện của cổ phiếu trong tương lai nên là cái vùng giá khoảng 30 lùi là cái vùng mà chúng ta có thể canh được trong thời gian tới. Nó là PC1. Ba con A hôm nay cũng kéo trần trong nhóm nhựa đúng không? Nhựa thì cổ này cũng tương tự như vậy. Đây. Phiên nổ sau phiên nổ có khoảng là hai phiên điều chỉnh. Thì anh em có thể để ý sau hai phiên điều chỉnh có thể phiên điều chỉnh thứ nhất như thế này, phiên thứ hai nó về đây chẳng hạn thì đây là cái vùng mà chúng ta có thể quan tâm vì là nó mới lên được có hai ba phiên thôi và trong cái quá trình tăng nó còn tăng dài đúng không chứ không phải tăng có mỗi hai ba phiên thì chúng ta để ý cái bất đồng, à, cái, cái nhóm banh vừa rồi đây này nó đâu phải nó tăng hai ba phiên này đâu mà bây giờ nó mới bắt đầu chớm chớm hai ba phiên ở đây thì nó còn tăng cả cái đoạn này về sau mà nên có rất nhiều điểm chúng ta sẽ canh về sau chứ không phải nó tăng rồi là chúng ta thì chúng ta không còn cơ hội nữa đúng không có rất nhiều cơ hội có bao giờ bán bao giờ nó gãy như này chúng ta bán đây này cái trend tăng này nó không giữ được thì chúng ta bán ở chỗ này là nó, nó gãy rồi đấy hoặc là gì à, nó mất uh, mất cái mốc, à, mất vài mười nó đang cụp xuống rồi nhưng mà chưa chắc đã dụng đâu phải nhìn thế này thôi nhưng mà có, điều chỉnh về đây cho nó lại vòng lên như này đấy, đấy và nó hình thành cái đỉnh hai như này và nó sẽ sideways một thời gian đấy dạng như này à, còn dụng ngay chưa chắc đã dụng đâu nó lại vòng lên đấy nhìn vậy thôi có khi lại vòng lên đấy, à, rồi chúng ta quay trở lại cổ A đấy là view để cho mọi người nhìn thấy thôi A nó cũng tương tự đây là các cổ phiếu mà nó đang ở cái nền tảng thấp là thấp vùng giá này nó mới tăng được có vài ba phiên thôi tính là phiên này tăng phiên này tăng thì điều chỉnh lại thì bằng không rồi à. phiên này tăng nữa là mới phiên thứ hai đó phiên này tăng từ đây đến đây và phiên này tăng từ đây đến đây thì mới là phiên thứ hai thôi nên là trong các phiên tới có thể là sẽ test lại đấy test lại thì cái vùng của chúng mọi người có thể để ý anh vùng 10.4 lùi đó là ba con a nhé APH thì cũng cũng tương tự như vậy cũng là cặp đôi nhà đó thôi Đấy, cổ này cũng tương tự một phiên tăng có thể bốn phiên tích lũy đây phiên tăng và bốn phiên sau năm phiên sau nó có thể tích lũy ở những vùng 8 chấm đến 8.2 thì ai để ý cổ này có thể canh cái vùng đó pan pan này không còn điểm mua rồi pan giờ này không biết là có thông tin gì mà nó kéo mạnh thì chưa chưa xem báo cáo không biết có thông tin gì mà nó kéo rất là mạnh nhưng mà tương tự nếu mà trạng thái nó tích lũy điều chỉnh lại như các cổ khác thì có thể để, để ý này được chưa TNG trong nhóm dệt may thì có TNG và Gil là hai cổ phiếu bắt đầu cũng có gì, trạng thái hình thành các chân tăng về mặt trung hạn đấy chân tăng về trung hạn nhưng mà nhưng mà không phải tư cộng luôn. trung hạn nên là hai cổ này có thể để ý nếu test lại này TNG ở khoảng độ nhưng mà TNG này thì cái điểm nhấn của nó không có nhiều chủ yếu đánh tư cộng chính thôi Gil nếu mà tích lũy được quanh cái vùng khoảng độ 28 cộng đây xây nền ở quanh vùng này một hai phiên nữa thì có thể để ý này ok chưa củ view này đa cô này đa cô bắt đầu hình thành dạng đáy hai này đây đáy này đáy này và đây nếu xây nền ở đây thì có thể để ý mua vào quanh vùng này cũng được đấy dạ. nền quanh vùng khoảng 26 cộng 27 lùi mình khả năng rất cao đoạn tới cũng là nó lại quay trở lại tiếp tục một trên tăng của nó đấy. DCM tương tự như vậy, đấy, gần như Davaco cô nó đang xây nền đây và khả năng nó bứt tiếp nhé. Những cổ phiếu này cổ phiếu hồi từ đáy, ELC cũng là cổ phiếu mà mọi người có thể quan tâm. Đấy, tiền hôm nay vào khá là mạnh này, tiền khá là mạnh và đã gì cổ này nó hay đánh kiểu nó khu khoảng này, nên đây cái vùng này vùng này vùng này đang là cái vùng kháng cự cũ đỉnh cũ nhưng ngày mai ngày kia thì nếu nó test lại tính lý ở quanh vùng khoảng độ 21 sát 21 thì quan sát nhé. quan sát theo dõi mvkg mà giờ cũng là cổ phiếu mà đang bò từ đáy đi lên đấy các bạn nhìn thấy này đây là một cái chân giảm và đây là đang trong quá trình test đi test lại rất nhiều lần test và các đoạn test về sau thì cứ càng ngày nó càng ngắn dần đi ví dụ như là đoạn này từ đây đến đây nó là thời gian bao lâu 20 tháng 12 đến đây là 16 tháng 1 nó khoảng một tháng đúng không Nhưng mà đến từ chỗ này 16 tháng 1 đến đây là mùng 1 tháng 2 thì nó còn khoảng độ nửa tháng hai chục ngày nên là có thể các cái nhịp tới nó sẽ ngắn dần đi đấy nó từ đây tí lý chẳng hạn nó sẽ ngắn dần kiểu này và nó chạy thông thường nó như vậy đấy thì cứ đoạn gì nó ngắn dần đoạn này dài dài hơn này đoạn này ngắn hơn này đoạn này ngắn hơn tí nữa này. Đoạn này ngắn hơn tí nữa, này. Này hơn tí nữa và nó chạy kiểu như vậy cổ phiếu trước khi chạy bao giờ nó có cái đặc điểm đó Thế là để đấy mà VFG quanh vùng giá khoảng độ uh, 46 lùi hoặc, hoặc, quanh cái nền 46 cộng trừ một chút Ok Thế đó là cái cổ phiếu nó lọc ra cho mọi người à, những cái cổ phiếu mà nó nổi trội hơn so với các cổ phiếu khác đoạn này chúng ta mua ai kết cổ nào thì có thể là quan tâm của đó nhưng mà lưu ý là nó không phải là tăng toàn bộ thị trường mà nó tăng thì các cổ có chọn lọc thôi về, về cơ bản VNI vẫn đang trong một quá trình tích lũy quanh cái biên 1160 đến 1190 thì phiên tăng phiên giảm nó quanh cái này nó cứ kệ đó thôi thì chúng ta cứ chọn cái cổ tốt thì chúng ta mua cổ khỏe chúng ta mua thôi ok có ai hỏi gì nữa không ạ có anh em nào hỏi gì không Không ai hỏi gì nữa là kết thúc đây nhá. Rồi xin chào mọi người nhá.